sao Hiền Ngọc và vợ Tùng Lê tức UB lại bạch mặt tổ chức khủng bố Việt Tân? Thì ở đây có anh Thượng Quang mà kênh Giải Độc Chính Trị cũng đăng cái clip YouTube rất ngắn rồi, đoạn đấy rất ngắn rồi, về việc mà vợ chồng Tùng Lê này cũng là những thành phần chống cộng cực đoan đã bạch mặt cái tổ chức khủng bố Việt Tân là lừa đảo từ thời Hoàng Cơ Minh cho đến Đỗ Hoàng Điềm và những thành phần dân chủ cuội, những thành phần theo tổ chức Việt Tân ở trong nước. Bây giờ vì thấy Hiền Ngọc đó, thời gian này đáng thương hơn đáng trách. Bởi vì sao? Bởi vì quá trình đấu tranh của vợ chồng Tùng Lê ấy, càng đấu tranh thì càng nhìn thấy cái bộ mặt xảo trá, bộ mặt lừa đảo của đám cờ vàng ở bên California này, cái đám bông mai của Đỗ Hoàng Điềm này, tổ chức của Đào Minh Quân là khác hoàn toàn tổ chức của Việt Tân. Cái tổ chức của Đào Minh Quân đó, nó lừa đảo rất là rõ rồi, và những thành viên của tổ chức Đào Minh Quân lừa đảo rất là nhiều. Còn Việt Tân ấy, nó lừa đảo còn cao hơn cơ, thậm chí nó còn ép, không những lừa đảo nó cưỡng đoạt tài sản người khác cơ. Thì lừa đảo như thế nào thì Ngọc Hiền nó cũng nói rồi, cũng bạch mặt rồi. Chào chị Tâm Vũ, chào tất cả các anh chị em. Nãy giờ Dư Vi đã mời Hiền Ngọc rồi, không biết là Hiền Ngọc có vào không hay ở ngoài đây. Nếu mà mọi người không ấy thì Dương Vi phát lại cái đoạn Hiền Ngọc vạch mặt tổ chức Việt Tân ở Tịnh Hồ nó có bên Thái Lan hay không? Bọn Việt Tân có bên Thái Lan hay không? Bao nhiêu người có bên Thái Lan hay không? Lời cô Kiều Trần Kiều Ngọc ở bên Úc thật sự có là trong cái nhóm của Thái Lan hay không? Ông Ngô Gia Kiểm ở bên Pháp có phải bên Thái, có phải của Việt Tân hay không? Tại vì cái vấn đề là ngày hôm nay tất cả bọn Việt Tân á là nó bao vây hoàn toàn tất cả mọi thứ, là nó xúi người dân ở trong nước. Nếu như người dân ở trong nước á mà nghe tụi nó là chỉ có chết thôi, là chỉ có đi tù ngọc gông. Tại vì lúc đầu á là nó cho được mấy trăm đồng euro, nó trăm đô la, người vợ người chồng các con được mấy trăm đô la. Sau đó đấy thì từ từ thì nó bắt người dân phải làm cái này, người dân phải làm cái kia, mà đấy khi người dân không làm thì nó bắt lương. Tại vì bọn dân chủ á là nó cho một người dân á ít nhất là 500 đô la đổ lên, nó trăm từ 500 đô la đổ lên. Nhưng bọn Việt Tân nó ăn chặn, nó chỉ cho người dân tới tay chỉ 200 đô la hoặc là 300 đô la mà thôi. Bây giờ cái chuyện này anh không biết á, thì anh bây giờ anh cứ hỏi ông Võ Văn Tạo đi. Cái thằng em gọi là thằng Võ Văn Tạo, nó cái thằng khốn nạn thằng Võ Văn Tạo á, ở trong đất nước Việt Nam ở Nha Trang đấy, thằng Võ Văn Tạo đấy. Đấy, nó còn sống lù lù đấy, nó là cái nhân chứng, nó là của người Việt Tân đó, nó thẳng luôn, nó là của người Việt Tân luôn đó, chứ không phải là nó tốt đẹp gì, nó lên viết statute để nó thương người dân vì dân đâu. Cái tổ chức khủng bố Việt Tân ấy, nó có hai trụ sở chính, một trụ sở ở bên Mỹ, Cali, một trụ sở ở tại Ubon, Thái Lan, bây giờ vẫn hoạt động ở đó. Còn các chi nhánh khác thì những chi nhánh hoạt động mạnh nhất thì bây giờ hoạt động ở bên Đức, bên Bỉ, bên Đức với Úc, Australia. Đó là cái tổ chức của bố Việt Tân, nó bao trùm tất cả. Mà Dương Vy với anh Thơ Quang đã từng làm nhiều cái live sau cái sự kiện mùng 6 tháng 1 năm 2021 bầu cử nước Mỹ ấy, thì Dương Vy cũng nói rằng, với anh Thơ Quang nói rằng là kiểu gì kiểu cái đám cờ vàng sẽ là nô lệ cờ vàng của cờ vàng. Bởi vì sao? Bởi vì cái đám Việt Tân này này nó sẽ thâu tóm tất cả những cái thành phần chống cộng cực đoan mang màu sắc cờ vàng, vác cờ vàng đi khắp mọi nơi trên thế giới, châu Âu, châu Úc, đến Mỹ, đến châu Mỹ luôn, cả Canada thì bọn chúng sẽ thâu tóm, thâu tóm cái đám cờ vàng để dưới trướng của cái tổ chức khủng bố Việt Tân. Thì ở đây Hiền Ngọc tức là vợ Tùng Lê Bi này đã vạch mặt cái tổ chức Việt Tân này lừa đảo. Đấy. Việt Tân không đáng sợ bằng lũ mafia Việt Cộng này. Nếu mà Việt Cộng là mafia thì ngày trước cái đám cờ vàng với cái đám phản động lưu vong bây giờ không có cái cơ hội để lên tiếng nữa, và cũng không có cơ hội để đu càng nữa, đúng không?
người ta truy cùng giết tận luôn. Bởi vì bây giờ Dương Vy làm cái live này này muốn nói cho vợ chồng Hiền Ngọc Tùng Lê biết rằng này, chống cộng cực đoan ấy ở bên Bỉ ấy, không theo cái tổ chức bố Việt Tân thì cũng không xong, mà theo đám cờ vàng thì đám cờ vàng bây giờ mất uy tín rồi, nhưng mà lại đi vạch mặt cái tổ chức khủng bố Việt Tân. Mà cái tổ chức khủng bố Việt Tân nó hoạt động bên châu Âu rất mạnh, đặc biệt là cái nhóm K9 ở bên Đức, bọn nó có những cái tay sát thủ hàng đầu á, nó sẽ truy tìm hai vợ chồng này, thậm chí xử lý hai vợ chồng này. Cho nên Dương Vy đã đăng cái clip lên YouTube, lên Facebook của mình, nhưng mà quan trọng vợ chồng mình Tùng Lê Hiền Ngọc này này có lên đây nói gì như thế nào, có cảm thấy lo lắng không, hay không thấy lo lắng thì Dương Vy sẽ nghiên cứu. Đúng rồi Nguyễn Phương, đặc biệt là cái đám cờ vàng, đám Việt Tân đó, nó xúi dục người dân xuống đường biểu tình bạo loạn, mà nhiều người đã tin nghe theo cứ tưởng là lật đổ được chế độ Đảng Cộng sản, rất là ngây thơ. Nên những số người bị bắt ấy, vào tù thì có một số người ấy, là người của tổ chức Việt Tân, có được tổ chức Việt Tân gửi tiền cho gia đình ấy, chăm lo cho gia đình, ví dụ 500 đô như Hiền Ngọc nói, 500 đô nhưng mà đến Việt Nam rồi ấy, đến tay của những tổ thành viên khác thì người ta cắt xén đi, giữ lại chỉ đưa cho gia đình 1-200 đô thôi hoặc 300 đô thôi. Lúc mặc Juventus rồi thì không biết, thì biết ai sợ ai. Thì bọn nó mặc Juventus rồi nhưng mà vẫn như kiểu Trần Hình Duy Thức ấy, vào trong đó vẫn chống đối, chống đối theo cái kiểu cách của nó như thế nào, tuyệt thực, tuyệt thực, vẫn béo ú, béo ú, béo như lợn quay ấy. Trong vòng mấy tháng tuyệt thực lên hàng 4 cân, 4 kg. Nói về vợ chồng Hiền Ngọc Tùng Lê vạch mặt tổ chức khủng bố Việt Tân ấy, thì Dương Vy tin rằng thời gian vừa qua tổ chức khủng bố Việt Tân không cho vợ chồng Hiền Ngọc được hưởng cái lợi ích gì, hoặc là không muốn cho vợ chồng Tùng Lê Hiền Ngọc tham gia vào cái tổ chức khủng bố Việt Tân. Bởi vì hai vợ chồng Tùng Lê này quá lộ liễu rồi, và Tùng Lê đã từng phát ngôn ở trên các live chửi người dân Việt Nam là ngu, là đần độn, là như thế này kia, là lũ này lũ nọ, thậm chí chửi cả lãnh tụ lãnh đạo rất là thô bạo, rất là thô tục, nên nó trái ngược với cái đường hướng của Việt Tân. Việt Tân nó mềm dẻo mà nó sâu sắc, nó thâm thúy, nó thâm nho hơn. Có lẽ là vậy nên là tổ chức khủng bố Việt Tân không cho hai vợ chồng này gia nhập. Chính vì vậy Ngọc Hiền nó vạch mặt cái tổ chức khủng bố Việt Tân, từ ông tổ sinh ra tổ chức khủng bố Việt Tân tức là Hoàng Cơ Minh cho đến những thành phần tham gia vào tổ chức Việt Tân ở trong nước. Đó, những thành phần ở nước này nước kia đều có mặt hết,